Sau hơn 2 tháng phục dựng hai bộ xương cá voi, hay còn gọi là cá ông, có niên đại từ 250 đến 300 năm tại di tích Lăng Tân thuộc thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, đã cơ bản hoàn thành. Để phục dựng lại hai bộ xương cá ông, đơn vị thi công đã huy động 10 kỹ thuật viên bám đảo hơn 2 tháng để thi công khung đỡ, xử lý xương mục, sơn phủ bóng phần xương. Trải qua hàng trăm năm, cùng với công tác bảo quản không được đảm bảo khiến hai bộ xương cá ông bị hỏng hóc khoảng 40%. Đơn vị thi công đã sử dụng phương pháp nhựa hóa một số phần xương mục và tôn tạo toàn bộ lại phần đầu cá ông bằng nhựa composite. Hai bộ xương ông đây là bị hư hỏng và mục rất trầm trọng do cái thời tiết và độ ẩm rất cao ở tại địa phương của mình, cái vùng ven biển. Thì thế mình mới quyết định dùng cái phương pháp gọi là nhựa hóa lại những phần xương bị mục và mình lắp ghép lại những phần xương mục đó với nhau bằng cốt thép inox bên trong, và mình trám trét lại cho và làm cho hoàn chỉnh đẹp đẽ lại, ra được cái sản phẩm như tương đối ra như ngày hôm nay. Hai bộ xương cá ông được phục dựng mô phỏng với thế cá đang đẩy mình uốn lượn khi bơi. Hai bộ xương cá ông được phục dựng có chiều dài 22m và 28m, cao gần 4m. Mỗi bộ xương cá ông có 50 đốt xương sống, đường kính đốt sống trên 40cm. 28 xương sườn, mỗi xương sườn có chiều dài gần 10m. Xương đầu dài 4m, xương ngà dài 4,7m. Hiện nay ở Lý Sơn có 7 lăng thờ cá ông, mỗi nơi có hàng chục bộ xương hay còn gọi là ngọc cốt, có niên đại từ vài chục năm đến hơn 300 năm tuổi. Giữa khôi phục lại bộ xương cá ông ở Lăng Tân nó có ý nghĩa rất là quan trọng với ngư dân có cái vùng biển, đặc biệt là đối với huyện đảo Lý Sơn. Dân quan niệm là có voi là vị thần, là thường xuyên giúp đỡ những cái lúc mà ngư dân gặp khó khăn trên biển, thì đa số ngư dân vùng biển người ta rất là tôn thờ vị thần này. Cái nhà trưng bày này đi vào hoạt động phục vụ tốt cái nhu cầu của du khách đến tham quan Lý Sơn. Dự án khôi phục bộ xương cá ông có tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng, bao gồm nhà trưng bày. Đây được xem là sản phẩm du lịch mới có 102 ở Quảng Ngãi.